Xin chào các em, hôm nay chúng ta bắt đầu học tiếp cái phần về đường thẳng và mặt trong không gian, quan hệ song song. Thì cái phần đầu tiên là đại cương về đường thẳng và mặt phẳng. Phần thứ nhất là một nhỏ là khái niệm mở đầu. Khái niệm mở đầu thì 1.1 là mặt phẳng. Mặt phẳng là tên tiếng Anh của nó như trên slide. Vì lý do đấy mà người ta thường ký hiệu là chữ mặt phẳng là chữ P. Nó cũng có lý do của nó. 1.1.1 là hình ảnh một phần của mặt phẳng. Thì mặt bảng này, mặt bàn này, mặt nước hồ yên lặng cho chúng ta hình ảnh một phần của mặt phẳng. Và mặt phẳng nó không có bề dày và nó không có giới hạn. Thì về biểu diễn mặt phẳng mà nói thì để biểu diễn mặt phẳng thì ta thường dùng hình bình hành hoặc là một miền góc và ghi tên của mặt phẳng vào miền góc của hình biểu diễn. Chúng ta lưu ý là đối với trường hợp mà là mặt phẳng thì chúng ta ghi cái chữ ở phía trong. Đây là chỉ mặt phẳng. Nhưng nếu chúng ta ghi như thế này, như thế này thì nó lại là góc đấy, để ý cho tức là nó vào phía trong của cái cung trong, hoặc là như này quy đây đấy, mặt phẳng đi phía trong, mặt phẳng quy. Thông thường nó ghi cái này phổ biến hơn, còn nếu như chúng ta dùng cái này thì một số trường hợp thôi. Nếu như nó gắn liền với tứ diện hình chóp hình chép và ghi cái này thì là cái đằng sau nó thường là nó lét đứt thì vẽ nó rất khó. Đấy, thì là một số tình hình. Ví dụ nó bảo cách xác định mặt phẳng thì nó sẽ dùng vẽ nguyên cái này. Còn nếu như bình thường gắn với một cái hình nào đó thì nó thường vẽ cái dưới. Đấy là chúng ta lưu ý thứ nhất. Tiếp tục ký hiệu mặt phẳng. Để ký hiệu mặt phẳng thì ta thường dùng chữ in hoa hoặc chữ cái Hy Lạp đặt trong dấu đóng mở ngoặc. Ví dụ mặt phẳng P đóng mở ngoặc, mặt phẳng Q, mặt phẳng P là tên tiếng Anh của nó bắt đầu chữ P đấy. Thế sau chữ P là chữ Q. Ví dụ trong một bài nó có hai mặt phẳng nhá, thì nó có thể ký mặt phẳng P, mặt phẳng Q. Rồi có thể dùng mặt phẳng alpha beta. Mặt phẳng alpha beta là một phần là về sau người ta liên quan đến bản quyền thì alpha beta thì nó sẽ chuyển sang uốt nó khó. Cho nên ký hiệu alpha beta hay là ký hiệu MP, P, MP, Q. MP alpha, MP beta, vân vân. Thế tiếp tục là 1.2 là điểm thuộc mặt phẳng. Điểm thuộc mặt phẳng thì ta cho điểm A và mặt phẳng P. Nếu như điểm A mà thuộc mặt phẳng P thì ta nói rằng là A nằm trên mặt phẳng P. Hay nói là P chứa A, hay là P đi qua A và ký hiệu A thuộc vào P. Nó giống như là một phân tử thuộc tập hợp. Đấy, cái ký hiệu có gạch ngang ở giữa. Nó giống như phần tử thuộc vào tập hợp. Như vậy nếu như bên trái là một số hoặc là một điểm thì chúng ta sẽ ký hiệu chữ thuộc dấu thuộc. Và nếu như nó là một tập hợp thì chúng ta sẽ ký hiệu là tập con. Để xử lý không? Khi điểm A không thuộc mặt phẳng P thì ta nói rằng là thì điểm A nằm ngoài P, hay P không chứa A, hay P không đi qua A. Thì như vậy là chúng ta sẽ ký hiệu A không thuộc mặt phẳng P. Với hình vẽ ở trên bảng thì chúng ta có được là điểm A thì thuộc mặt phẳng alpha, còn điểm B không thuộc mặt phẳng alpha. Được chưa? Lúc đầu rất khó chịu, học cái này rất khó chịu, toàn tính chất thừa nhận. Thế hình biểu diễn của màn hình trong không gian thì chúng ta sẽ phải tuân theo các quy tắc sau đây. Đánh dấu ảo, bút đánh dấu đâu? Đánh dấu là để nhớ luôn. À, lấy tài liệu ra. Hình biểu diễn của một đường thẳng là một đường thẳng, của một đoạn thẳng là một đoạn thẳng. Hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song. Hình biểu diễn của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau. Đấy, như vậy là chúng ta có đến đấy là có quy tắc thứ hai nhé. Hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song, của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau. Vậy đố chúng ta biết là
hình biểu diễn của hình bình hành. Hình bình hành hay là hình thoi hay là hình chữ nhật hay hình vuông là hình gì, là hình gì đâu biết, là hình gì. Cái câu này để giải thích thêm ở ngoài và rõ thêm hình biểu diễn của hình bình hành. Hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật thì nó là hình gì? Là cái gì? Đố biết. Nhung. Sao biết? Em nghĩ thế đúng không? Và lấy tài liệu em. Lấy tài liệu. Dạ cái con quạ, lấy tài liệu nha. Con này. Hình biểu diễn của hình bình hành, của hình thoi, hình chữ nhật hay hình vuông đều là hình bình hành, đúng không? Chính nhờ cái quy tắc số 2 vừa nãy đấy, hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song đấy, quy tắc số 2 các bạn để ý xem. Thế bây giờ hình bình hành hay hình thoi hay hình chữ nhật hay hình vuông thì nó đều có các cặp cạnh đối song song cả, mà hình biểu diễn của hai cạnh song song là hai cạnh song song, đúng không? Cho nên là cái câu này để cho biết như thế, không đề bài cho là hình bình hành vẽ cứ là hình không phải là hình bình hành là không được đấy. Hình biểu diễn của hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật đều là hình vuông, à hình vuông đều là hình bình hành hết, nó không đảm bảo về góc đâu nhá. Và lấy tài liệu đi, tài liệu. Thế đối biết hình biểu diễn của hình thang, hình thang vuông, hình thang cân là hình gì? Hình biểu diễn của hình thang, hình thang cân hình thang vuông là hình gì? Để Nguyễn Thị Trà My trả lời đi, bảo nói nhiều quá, cố gắng xem thêm tiết mục văn nghệ là vào muộn đấy. Đấy, nghĩ ta nói chung chung ấy, đây này, bạn nam cũng xin phép em đến muộn tí, nhà em có việc. Trốn học đấy, thế là suy ra em trốn học à? À? À, Lê Hoàng Nam à? Cũng giỏi thế, lớp mình nhiều người giỏi thế nhỉ? Nhân tài ẩn dật, hôm nào tổ chức thi đi, cả khối 10, khối 11, khối 12, đội nào vô địch được thưởng. Hình biểu diễn của hình thang cân, hình thang vuông là những câu này không ở trong tài liệu không có đâu, nó phải ghi thêm vào trong vở. Đều là hình hình thang. Cái này là mình nhận xét thêm thôi, nhận xét thêm cái số 2 đấy, cái số 2 nó bảo là hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song đấy. Nên mình vào đây, nó không bảo toàn về góc đâu nhá.
Rồi, đố biết hình biểu diễn của tam giác đều cân vuông. Hình biểu diễn của tam giác đều này, tam giác vuông này, tam giác cân này, đều vuông cân, tam giác đều, tam giác vuông, tam giác cân, tam giác vuông cân là tam giác gì? Là tam giác gì đâu biết? Là gì đâu biết? Là tam giác. Là tam giác thôi, là tam giác. À, thế để chúng ta vẽ không mà ui thế sao cho tam giác vuông? Có tam giác vuông mà bây giờ nhìn nghiêng nghiêng đi nó còn lâu nó vuông. Em vẽ một cái tam giác vuông xong em cầm em đặt em nhìn ngang ngang đi, nhìn nghiêng đi, nó không còn là vuông nữa. Em nhìn trực diện, nhìn thẳng chính thì đúng là nó vuông thật. Em nhìn nghiêng thì nó không còn vuông nữa. Thế đấy là hình biểu diễn. Được chưa? Đấy, cái ba cái này thì ở trong tài liệu không có nhá. Tiếp tục. Tiếp tục. Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điểm và đường thẳng. Tức là điểm nó nằm trên đường thẳng thì vẽ nó phải nằm trên đường thẳng. Điểm nó không nằm trên đường thẳng, vẽ nó phải không nằm trên đường thẳng. Đấy tức là cái thứ ba. Và cái ví dụ đề bài bảo là điểm M là trung điểm. Điểm M của trung điểm thì đương nhiên chúng ta vẫn phải vẽ trung điểm, tức là trên hai đường thẳng song song hoặc bằng nhau, trùng nhau thì cái quan hệ về tỷ lệ nó vẫn đảm bảo. Đấy, đấy là chi tiết này, trong sách nó không ghi thế, đến lúc các bạn bảo cho trung điểm không biết ở đâu, trung điểm nhưng lấy đúng điểm giữa luôn. Đấy. À, cái cuối cùng là dùng đường vẽ liền để biểu diễn đường nhìn thấy và đường đứt đoạn để biểu diễn đường che khuất, và các quy tắc sắc khác sẽ được học ở phần sau. Đấy, như vậy là mình đã xong cái phần quy ước về hình biểu diễn của hình trong không gian. Có ba cái nhận xét thêm để chúng ta sau này chúng ta vẽ nó không bị bỡ ngỡ. Cứ bảo ô thầy ơi sao cho hình vuông, nếu bạn không biết hình vuông là vẽ biểu diễn là cái gì, cứ phải vẽ vuông một phát là cái hình cắm thẳng giữa mặt mình luôn. Đấy, nếu hình dựng đứng là nó giữa mặt thì còn vẽ nó sao được. Các tính chất chúng ta thừa nhận. Hai nhỏ, các tính chất thừa nhận. Các tính chất chúng ta thừa nhận. Ô Phương xin học sang chủ nhật mà không thấy đâu nhỉ? Quên rồi. Sao biết? Cái gì ạ? Cái gì ạ? À từ đầu biết cái gì gì? Biết được chục trang rồi. Trong cái tập đây. Cái chỗ này là giải thích thêm này. Đây này. Sau khi học xong phần quy tắc 1 và quy tắc 2 thì thầy giáo mới bổ sung thêm. Đây này. Sau cái này này. Đấy. Thầy giáo bổ sung thêm cái này để sau này các em vẽ hình nó không bị bỡ ngỡ. Vẽ hình không bị bỡ ngỡ. Cứ thế mà tương vào. Ví dụ nó cho tam giác đều. Ta vẽ tam giác thở. Như thế. Giúp chúng ta vẽ nó không bị bỡ ngỡ. Có thế thôi. Rồi, như vậy tính chất đầu tiên là có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. Thế thì từ cái tính chất này thì sang ở lớp 10 và lớp 12 chúng ta có một câu là viết phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt trước.
Thì lớp 11 à lớp 10 có câu là lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước. Thậm chí lớp 9 cũng có câu. Nhớ lớp 9 có câu là lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm. Thế thì mình lập ra thì hai người mà mỗi người ra một đáp số thì tình huống bình thường thì là một đúng một sai, có thể tình huống xấu nhất là cả hai người sai chứ làm gì có chuyện hai người đúng đâu. Chính là có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước. Thế thì lớp 10 thì chúng ta sẽ viết là dưới dạng AX cộng BY cộng C bằng 0, hoặc là dưới dạng tham số, hoặc là viết dạng chính tắc. Còn lớp 10, lớp 9 thì viết là Y bằng AX cộng B, đúng chưa? Thì lớp 12 thì nó khủng hơn là nó thêm tọa độ thứ ba là thêm cao độ nữa. Đấy, thì nó cũng dựa vào cái này thôi, làm ra chỉ có một người là người làm ra hai này, tình huống xấu nhất là cả hai đều sai. Bây giờ lấy ví dụ như này, ví dụ 2.1 cho điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB, khi đó các đường thẳng AB và AM trùng nhau vì sao? AB và AM thì đều đi qua A và M cho nên nó trùng nhau là đương nhiên. Cái này thì ví dụ rất đơn giản thôi, nhưng sau này giáo viên kiểu mấy cái bạn đang sợ hình sẵn, lúc ở trên đọc AB tí lại đọc AM là mình hoa hết cả mắt. Có gì đâu. Bây giờ nhá, B là trung điểm, M là trung điểm của AB đúng không? M là trung điểm của AB, A đây, B đây. M là trung điểm của AB. Thế thì cái đường thẳng AB, đường thẳng AB nó đi qua điểm A và điểm M. Cái đường thẳng AM nó cũng đi qua A và M. Cho nên là hai đường thẳng này nó trùng nhau, đường thẳng AB trùng với đường thẳng AM, có thế thôi, có gì đâu. Để sau này chúng ta đọc là AB cũng được mà đọc AM cũng chẳng vấn đề gì, hiểu chưa? Đấy, đây là thống nhất, không lúc giáo viên đọc AB tí giáo lại viên đọc AM mình cứ hoa cả mắt. Ô, sao cái này không biết? Chết giả. Tương tự như vậy thì là BM và AB cũng trùng nhau, chốt lại là lấy hai trong ba cái này là nó trùng nhau hết từ đầu cuối. AB AM MB MA BM là trùng nhau hết. Đấy. Thế là xong. Bây giờ tính chất thứ hai là có một mà chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng. Có một và chỉ một ba điểm. À, có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng. Không thẳng hàng cái khái niệm này chúng ta học từ hồi bé rồi. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng cho trước. Thế bây giờ ta thấy được là một mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết ba điểm không thẳng hàng của nó. Tức là bây giờ khi mà người ta cho ba điểm A, B và C đấy, thì chúng ta sẽ xác định được mặt phẳng. Ký hiệu luôn là mặt phẳng ABC. Ký hiệu luôn là mặt phẳng ABC. Đấy. Và chúng ta có cái nhận xét như này. Từ đây chúng ta có thể có câu hỏi là viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng với tọa độ cho trước chương trình lớp 12. Chương trình lớp 12. Đấy, sang năm đấy sẽ có câu người ta cho ba điểm ABC. Xong là chúng ta phải viết phương trình của cái mặt phẳng đi qua ABC. Những cái câu đấy làm trắc nghiệm rất phù hợp, nó ngắn. Nó ngắn. Đấy. Hay ví dụ thứ hai, như là cho tứ giác ABCD. 2.2 là cho tứ giác ABCD, khi đó có mặt phẳng ABC rồi mặt phẳng ABD thì ABCD thì đều đi qua ba điểm không thẳng hàng với ABC cả. Đây là tứ giác nhé. Như vậy là chúng trùng nhau. Thế sau này thì giáo viên có thể ký hiệu là cứ cho tứ giác ABCD thì giáo viên có thể ký hiệu là mặt phẳng ABC. Ý giáo viên lại đọc là mặt phẳng ABD. Tức là cứ bớt một trong ba cái, một trong bốn cái là được. ABCD bớt một trong bốn cái đi. Đây là tứ giác nhé, để bài cho tứ giác ABCD. Em bớt một trong bốn cái đi thì nó sẽ trùng nhau hết. Vậy bớt con A đi thì ta được là BCD, bớt con D đi được là ABC, bớt con C được là này, còn một con nữa.
ACD. Đấy. Đây đang nói là cho tứ giác ABCD nhé. Còn nếu đề bài cho không phải tứ giác thì lúc đấy nó thành tứ diện, lúc đấy nó lại thành bốn mặt. Đây lại là bốn mặt. Thế được chưa? Thì sau này người ta đọc cái này được, đọc cái này, đọc cái này, đọc cái này được. Đừng có hoa hết cả mắt lên. Khi bốn điểm này cùng thuộc mặt phẳng, khi cho tứ giác ABCD thì bốn cái mặt phẳng này nó trùng nhau hết. Được chưa? Đấy, để sau này đỡ bị bỡ ngỡ thôi. Rồi, như vậy ví dụ 2 đã xong, 2.2 xong. Tính chất thứ ba là nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt cùng thuộc một mặt phẳng thì mỗi điểm nằm trên của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó. À, là như thế này. Cái chỗ này cũng để các em bỡ ngỡ hơn, đỡ bỡ ngỡ hơn thì sau này sao nhìn nhau bất ngờ chứ. Ôi tôi chết. Cạch luôn, cạch luôn. Thôi bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thì bây giờ nó đang hẹn em, bây giờ người yêu nó rủ đi làm nào? À, đấy, lúc đấy nhìn thấy người yêu tít hết cả mắt rồi còn đâu mà nhớ nữa. Tiếp rồi, tiếp tục. Tiếp tục nhá. Thôi, người ta xin lỗi rồi, thôi, đây bây giờ này nhá. À, ví dụ như là chúng ta có A, điểm A nằm trên mặt phẳng P này, rồi điểm B cũng nằm trên mặt P này. Đây, A nằm trên mặt phẳng P. Rồi điểm B cũng nằm trên mặt phẳng P. Thế thì mình sẽ suy ra được đây theo cái dấu hiệu nhận xét là trên ấy, thì là toàn bộ cái đường thẳng AB này cũng nằm trên mặt phẳng B. Đấy, chỉ cần hai điểm nằm trên thôi thì toàn bộ đường thẳng sẽ nằm trên. Được chưa? Ôi, bắt đầu cái ký hiệu nó mới loạn hết cả lên. Mục đích hôm nay là giúp các em không bị loạn. Đấy, như vậy này, như này nhá. Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt cùng thuộc mặt phẳng thì mỗi điểm của đường thẳng đó đều thuộc mặt phẳng. À, như vậy lúc này chúng ta biết này. Bây giờ nếu như mà đây đường thẳng D này, thì mọi điểm, tức là nếu như con C mà nó thuộc D, nếu con C mà nó thuộc vào D nữa, thì chúng ta cũng suy ra được C bắt buộc, điểm C bắt buộc phải thuộc mặt phẳng P. Đấy, lưu ý như thế để sau này làm bài tập cho nó tốt. Rồi, quay trở lại ví dụ 2.3. 2.3 trong tài liệu. Một mặt phẳng ABC thì nó đi qua ba điểm không thẳng hàng ABC. Rõ ràng đường thẳng AB có hai điểm A và B phân biệt đều thuộc mặt phẳng ABC. Do đó mọi điểm thuộc đường thẳng AB đều thuộc mặt phẳng ABC. Rồi, sau đó chúng ta dẫn tới định nghĩa 2.1. Thế nào là đường thẳng nằm trên mặt phẳng? Ô, cái bạn mới đến là Hồ Quỳnh Anh đúng không? Ở đấy, đúng rồi. Bây giờ cố gắng thuộc mặt từ đồng chí. Đồng chí bên cạnh tên là Tâm đúng không? Hả? Ô, em tên là gì? Thầy chưa nhớ. Ừ. Gì cơ? Hả? À, rồi, nhớ rồi. Thế tôi đeo khẩu trang lâu quá không nhớ. Vũ Thị Thu Hà đúng không? Bạn Dương Thị Linh hôm nay có việc xin phép này. Trần Gia Hưng xin phép này. Bùi Khánh Dương thì cổ vũ, cổ vũ. Cổ vũ thì cũng phải xin phép thầy chứ. Ô đùa, cứ như nhà như cái chợ. Tiếp tục nhá. Định nghĩa là một cái điểm ngoại điểm thuộc đường thẳng D đều thuộc mặt phẳng P. Thì ta nói rằng đường thẳng D nằm trong mặt phẳng P, tức là P chứa D. Như vậy để chứng minh một đường thẳng nằm trên một mặt phẳng thì chúng ta chỉ cần chỉ ra có hai điểm cùng thuộc mặt phẳng đó là được. Ví dụ 2.4 này. Cho tam giác ABC và điểm M thuộc vào đoạn kéo dài của BC. Tam giác ABC và điểm M thuộc vào kéo dài ABC. Đây, điểm M đây. Đấy. Thế thì khi đó
chúng ta sẽ suy ra cả cái đường thẳng AM này nó nằm trên mặt phẳng BC. Tôi biết tại sao không để ý, cứ nói chuyện đến lúc về sau chứng minh thì cứ ớ người ra. Đi rồi ai sao sao biết gì giống như kiểu tiếng xe đầu ngõ. Đây nha, với cái hình như này thì chúng ta có cái gì? Chúng ta có tam giác ABC này. À, điểm M nó thuộc vào thuộc cái BC kéo dài. Thuộc vào BC kéo dài. Ô Vũ hò hét ác quá, xong mồ hôi ác thế. M thuộc vào BC kéo dài nhé. Tức là M thuộc vào BC. BC lại nằm trong mặt phẳng ABC. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra điểm M cũng thuộc vào mặt phẳng ABC. A cũng thuộc vào mặt phẳng ABC. Từ đây chúng ta sẽ suy ra cái điểm A, đường thẳng AM sẽ nằm trọn trong mặt phẳng ABC. Những cái bài này nó đơn giản thôi, nhưng mà sau là bài tập rất hay dùng đến. Tức là chỉ cần có hai điểm nằm trên mặt phẳng là chúng ta suy ra toàn bộ đường thẳng đó nằm trên mặt phẳng. Được chưa? Được chưa? Rồi, tiếp tục nhé. Như vậy là để chứng minh một đường thẳng nằm trên một mặt phẳng, chúng ta chỉ cần chỉ ra nó có hai điểm nằm trên mặt phẳng đó là đủ. Hai điểm phân biệt nằm trên mặt phẳng đó là đủ. Thế là hết tính chất thứ ba và một số ví dụ. Tính chất thứ tư là tồn tại bốn điểm không cùng thuộc vào mặt phẳng. Phải có cái tính chất thứ tư ta thừa nhận thì nó mới sinh ra hình học không gian. Đấy, thì nếu không nó không có. Nếu có nhiều điểm cùng thuộc vào mặt phẳng thì ta nói rằng các điểm đó được gọi là đồng phẳng. Ồ, của nhanh. Em hiểu thế nào về từ đồng phẳng? Từ bé em đã hiểu có cái cụm từ nào mà có chữ đồng? Cùng phẳng. Ờ đúng rồi. Thế ngày xưa hồi bé nhé. Hồi bé mình học cái từ đồng gì là đồng đồng. Đồng chí. Đồng chí là gì? Những người có cùng chí hướng. Thế đồng lòng là cái gì ạ? Hả? Đồng lòng là cái gì? Đồng lòng là gì? Những người có cùng tấm lòng à? Hay là có cùng cỗ lòng? Đồng này. Đồng sàng dị mộng. Đồng biến. Học từ hồi lớp 10. Tức là tăng cùng tăng, giảm cùng giảm. Được chưa? Thế như vậy là nếu có nhiều điểm cùng thuộc một mặt phẳng thì ta nói rằng những điểm đó đồng phẳng, tức là cùng thuộc mặt phẳng. Điểm khác nhé, vector nó khác nhé. Còn nếu như không có mặt phẳng nào trước các điểm đó thì ta nói chúng không đồng phẳng. Tính chất thứ năm, nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng còn có một điểm chung khác nữa. Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng sẽ còn một điểm chung khác nữa. Đây là cơ sở để chúng ta đi tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Nếu hai mặt phẳng có cùng điểm chung, nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng sẽ có được điểm chung khác nữa. Từ đó chúng ta suy ra là nếu hai mặt phẳng phân biệt có điểm chung thì chúng sẽ có một đường thẳng chung duy nhất đi qua hai điểm chung đó. À, ví dụ trong mặt phẳng P, bắt đầu ví dụ 2.5 vẽ hình nào. Ví dụ 2.5 vẽ hình nào. Ví dụ 2.5. 2.5. À. Mình nếu như nhà mình có việc
gì đó, ví dụ em nhà em có dỗ cái gì em nghỉ thì bảo em nghỉ, đừng bảo em ốm. Tối kỵ nói dối thầy nhé, nói dối thầy hay bị sự thật lắm. Tức là gì? Tức là bảo là người đang khỏe như trâu, đang khỏe như voi, nhưng bảo em hôm nay em xin phép thầy em nghỉ em ốm, hôm sau ốm ngay, trong vòng 3 ngày ốm ngay, đừng có dại. Đấy, nếu ốm thì bảo là ốm em bận thì bảo là em bận, chứ đừng bảo cái kiểu cứ phải nói thật nhá. Thầy dặn trước đấy, không có lúc phải bảo thầy độc mồm độc miệng. Rất nguy hiểm. Nào bây giờ vẽ nhé. Ô, mình vừa học cái chỗ mà hình biểu diễn ví dụ 2.5 nha, trong mặt phẳng P cho hình bình hành ABCD, vừa mới học là hình biểu diễn của hình bình hành là cái gì? Chết đâu. À, viết trên bảng cơ, không viết vào trong cái tập đấy đâu. Cái gì? Thôi được rồi, lấy tiếp tục. Đẹp vừa đẹp quá, nhiều trai đã đến không học ở đâu. Đấy, như hồi thầy cấp 3 thầy bị thấp thế nhỉ, cân trả đứa nào đến cả. Thế là học cho nó giỏi. Nào vẽ hình xong chưa? Bây giờ nhá, đề bài cho chúng ta là trên mặt phẳng P cho hình bình hành ABCD. Hình bình hành ABC thì là vẽ hình bình hành thôi. Hình biểu diễn của hình bình hành là hình bình hành. Mấy bạn vào muộn không nhớ cái chỗ này. Hình biểu diễn của hình bình hành là hình bình hành. Đấy thì các em vẽ nó nằm trên cái dòng kẻ luôn. Trên cái dòng kẻ của mình ấy. Đó, hình biểu diễn của hình bình hành là hình bình hành. A, B, C, D. Đây. Đấy, nó ở nằm trong mặt phẳng P, ta vẽ này này. Khi nào ta viết đầy đủ là hình bình hành thì lúc đấy, ví dụ như là ba cái hình vẽ tiếp theo á, thì là ta vẽ cả cái hình bình hành. Chứ hình biểu diễn của mặt phẳng ta chỉ vẽ thế này thôi. Bây giờ trên một cái điểm cái mặt phẳng, cái điểm F nó không nằm trên mặt phẳng thì ta lấy nó ra ở ngoài này. Thế sau đó nối vào. Nối điểm F với điểm C. Đó. Nối điểm F với điểm B. Nối điểm F với điểm D. À, điểm A. Ồ, kỹ. Nhưng cái quan điểm D thì nó khuất, nó không nhìn thấy nó nữa. Nó ở mặt đằng sau. Cho nên tất cả những thằng nối với điểm D đều là nét đứt hết. Nét đứt khó vẽ hơn vẽ lên đường nét liền. Nét liền. Cái gì cơ? Nói gì? Không hiểu. Đây đấy là hình bình hành mà. À, đề bài cho đấy là hình bình hành. Vừa mới ghi xong hình biểu diễn của hình bình hành là hình bình hành. Chết giả. Thank you.
Bây giờ nhá, tiếp tục này. Bây giờ đề bài đang bảo chúng ta là chỉ ra một điểm chung của hai cái mặt phẳng SAC và SBD khác điểm S. SAC và SBD. Nó bảo là chỉ ra điểm chung của SAC và SBD nhưng mà phải khác điểm S. Thì hôm trước thì nó dạy chúng ta cái mẹo rồi, đó là gì? Chúng ta cứ bỏ cái điểm chung đi đã. Bỏ điểm chung đi thì ta được cái gì? Đó là AC và BD. AC BD có đặc điểm gì? Sao khác nhau? Tại sao khác nhau? Nhưng tại sao khác nhau? Mệt quá. Hai đường chéo của hình bình hành khác nhau tại trung điểm mỗi đường. Thế là xong rồi. Khác nhau tại trung điểm O của mỗi đường. Đấy, mình dùng một cái mẹo rất đơn giản. Bỏ cái điểm chung đi. Sợ nó không có điểm chung nhưng chứ có điểm chung bỏ đi. Nếu hai thằng còn lại mà cắt nhau phát thì coi như bài toán đã xong. Còn nó không cắt nhau thì mình phải dùng mẹo khác. Đấy, cái điểm chung đấy chính là điểm O gì đó. Nha. Thế bây giờ trình bày thế nào vậy? Trên mặt phẳng ABCD cũng chính là trên mặt phẳng P đấy. Trên mặt phẳng P hai đường chéo AC và BD của hình bình hành, hai đường chéo hình bình hành, hình bình hành ABCD phải cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đường. Đúng chưa nào? Cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đường. Thế thì ta viết chậm tí nhá. Bình tĩnh này. Cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đường thì tức là O nó là giao của AC và BD. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ suy ra được là O thì thuộc vào AC, có đúng không? Đúng chưa? O thuộc vào AC. Nó giao điểm nó chả nằm trên, nó nằm ở đâu. Nhưng mà đường thẳng AC thì lại nằm trong mặt phẳng P. À nhầm. AC nằm trong mặt phẳng SAC. Nào, đối với suy ra cái gì nào? Vừa ai dùng suốt lẫy đây. O nằm trên AC, AC nằm trên mặt phẳng SAC thì suy ra cái gì? O nằm trên mặt phẳng SAC. Rồi tương tự. Tương tự, đây bắt đầu giải ra chỗ này này, còn kia là gợi ý. Tương tự như vậy thì O thuộc vào BD. Tuấn Anh trình bày tiếp. Hả? SBD đúng rồi. Suy ra cái gì? Thế thì sao? Như vậy O là điểm chung thứ hai. Khác cái điểm S kia đúng không? Ở đây chúng ta suy ra O là một điểm chung. Khác điểm S của hai mặt phẳng SAC và SBD đã xong. Úi giời ơi. Và như vậy là
chúng ta đã giải quyết được xong ví dụ 2.5. Bây giờ là tính chất thứ 6. Tính chất thứ 6. Trên mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng. Câu này nó hơi bị trừu ấn tượng. Trên mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng. Trà My, Nguyễn Trà My cho biết ví dụ đi. Trên mặt mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng. Đấy, cứ mãi nói chuyện đơn giản nhé. Ví dụ là hệ thức lượng chúng ta giác vuông, tam giác thường, công thức diện tích, tất cả các thứ đều hết. Nó nói là trên mỗi một mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng. Ví dụ như là thầy giáo vừa nói đấy, định lý Pythagore này, hệ thức lượng chúng ta giác vuông, định lý cosin thì các thứ mình học từ hồi lớp 10 đấy, sang lớp 12 cứ trên một phẳng mặt phẳng là tương vào để mà công thức tính khoảng cách các thứ là 1 trên h bình bằng 1 trên a bình cộng 1 trên b bình đấy. Đấy, là lớp 12 phải dùng cuối 11 đầu 12 dùng liên tục. Thế hay là trong mặt phẳng hai đường thẳng phân biệt cùng song song đường thẳng thứ ba thì song song lên đây cũng vẫn dùng tiếp. Đấy. Hoặc là định lý Thales thuận và Thales đảo, tam giác đồng dạng, tam giác bằng nhau, tất cả các thứ học hết là áp dụng hết. Ví dụ điều kiện tam giác là tam giác đều, tam giác vuông, tam giác cân, vân vân, dùng hết. Được chưa? Câu này nó bao hàm nó hơi lớn. Trên mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học đều đúng, tức là tất cả những cái gì trong mặt phẳng mình có ngày xưa được đúng hết. Đấy, nhưng mà phải trên mỗi mặt phẳng thôi, tức là chúng phải nằm trên mặt phẳng thì mới còn có. Nhưng ví dụ như ở trên mặt phẳng ngày xưa mình học là hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc đường thẳng thứ ba thì song song với nhau, cái này chỉ đúng ở trong hình học phẳng thôi nhá, hình học không gian không đúng đâu. Đấy, riêng cái chỗ mà hai đường thẳng phân biệt cùng song cùng vuông góc đường thứ ba thì song song với nhau, cái này chỉ đúng trong hình học phẳng, hình học không gian không đúng nữa. Đấy, ví dụ hai cái đường thẳng ở góc này này đều vuông góc với thằng kia, nhưng nó có song song đâu, nó cắt nhau thôi. Góc này với góc này cùng vuông góc với thằng đứng, nhưng mà nó lại cắt nhau trong mà song song. Như vậy cái câu này nhớ là nó phải nằm trên cùng một mặt phẳng, nằm trên mặt phẳng thì kết quả nó mới đúng. Tiếp tục phần 3 là các cách xác định mặt phẳng. Ba nhỏ các cách xác định mặt phẳng. Thì căn cứ vào các tính chất ở trên thì chúng ta sẽ có 3 cách xác định mặt phẳng sau đây. Cách thứ nhất là một mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua 3 điểm trong hàng ngang. Đây là một cách diễn đạt. Thế sau này có thể cách diễn đạt là có một và chỉ một mặt phẳng đi qua 3 điểm trong hàng ngang cho trước. Ở đây là phát biểu theo đúng sách giáo khoa là một mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua điểm không thẳng hàng. Còn về sau người ta toàn phát biểu là có một mà chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm thẳng hàng. Hết. Đây là cách 1, hình vẽ số 1. Tiếp tục. Chúng ta thấy hình vẽ đây là có màu nhưng không phải ta lấy trong sách giáo khoa đâu, lấy sách giáo khoa làm gì có màu. Đây là hình vẽ phải vẽ lại. Mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua một điểm và chứa một đường thẳng không đi qua điểm đó. Bây giờ cái cách thứ hai này. Cách thứ hai. Đề đây và điểm A đây. Thì cách thứ hai thì giải thích thế nào? Nếu như chúng ta công nhận cách số nhất. Nếu ta công nhận cách thứ nhất đây. Thì trên đường thẳng D các em lấy B và điểm C. Lấy điểm B và điểm C. Thế thì theo cái cách số 1 thì có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng ngang AB và C. Đấy. Mặt phẳng có ký hiệu mặt phẳng ABC được. Nó đi qua AB và C. Tiếp tục điểm B thì thuộc vào đường thẳng D rồi, đúng rồi. Điểm D thuộc vào mặt phẳng P, là mặt phẳng này, ABC. Điểm C cũng là nằm trên mặt phẳng ABC. Cho nên là toàn bộ cái đường thẳng BC cũng phải nằm trong mặt phẳng BC mà. Cái gì? Thấy người sang bắt quàng làm họ. BC nằm trong mặt phẳng này. Thế đường thẳng BC thì chính là gì ạ? Chính là đường thẳng D. Cho nên nó tồn tại là rõ nhé. Đấy, như vậy là từ cái cách số 1 chúng ta suy ra cách thứ 2. Thì bây giờ cách thứ 3 thì là có một và chỉ một mặt phẳng đi qua hai điểm cắt nhau. Thì cũng tương tự, chúng ta lấy hai thằng này nó cắt nhau tại điểm A, trên này lấy điểm B khác A, trên này lấy điểm C khác A. Thì theo ở trên ấy, một ấy, có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng cho trước ABC đây.
thế sau đó lại chứng minh giống như trên, thì cái đường thẳng này có a và b nằm trên cho nên toàn bộ nằm trên. Đường thẳng thứ hai có b, a và c cũng nằm trên cho nên toàn bộ đường thẳng này nằm trên, được chưa? Sau này lên lớp 12 thì dựa vào ba cái này nó sẽ ra ba câu hỏi. Ví dụ câu hỏi thứ nhất là như này, cho viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm a tọa độ 1, 2, 3, b 2, 3, 4, c 2, 3, 4, 9 chẳng hạn. Ví dụ thế là chúng ta biết được rằng là có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng đó trước, thì lúc đấy mình lập ra hai người lập ra mỗi người một đáp số thì ít nhất là một trong hai người phải sai, thì không có chuyện là cả hai người bảo em đều giải đúng, em giải đúng, thì suy ra cả hai đều đúng, không có chuyện đấy. Là có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng cho trước, chúng ta phải lập ra đây và nó chỉ có một kết quả thôi, thế còn cái kiểu mà nhân theo tỷ lệ thì không nói gì. Thế hay là đấy là bài số 1. Thế còn cái dấu hiệu 2 thì nó là cho điểm A 1, 2, 3 và đường thẳng D có phương trình là như sau: 2x - 3y cộng với z cộng với 5 bằng 0 vân vân. Đấy, 6 yêu cầu lập phương trình mặt phẳng đi qua điểm A và chứa đường thẳng D này. Thì là chúng ta cũng sẽ lập ra có một và chỉ một thôi. Và tương tự như vậy với cái trường hợp 2 này thì nó phức tạp hơn, trường hợp 3 phức tạp hơn. Để khẳng định được rằng là lên lớp 12 nó dựa rất nhiều vào của lớp 11. Có một và chỉ một mặt phẳng thỏa mãn đấy thôi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chỉ có ba cách xác định mặt phẳng. Đấy là hiện tại thôi. Tương lai là hết chương thì nó còn thêm nữa. Đến phần quan hệ song song ta sẽ gặp các cách xác định mặt phẳng. Chẳng hạn như có một và chỉ một mặt phẳng đi qua hai đường thẳng song song. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua hai đường thẳng song song. Đấy, và không phải là chỉ có ba cách xác định mặt phẳng đâu nhé. Đấy là hiện tại đến cái giờ thời điểm này là nó có như thế. Nhưng mà chỉ nhanh như một chậm lên một vài bài nữa là chúng ta sẽ gặp kịch bản này. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua hai đường thẳng song song cho trước, tức là A song song với B. A song song với B thì lập tức sẽ là có một và chỉ một mặt phẳng đi qua A và B. Đấy, ví dụ trên mặt phẳng bán thì nó đi qua cái trên này, những cái dưới là song song với nhau này. Đấy, có một và chỉ một mặt phẳng đi qua hai đường thẳng song song. Đấy là cách thứ tư, chứ không phải là hồi giáo viên hỏi thì có bao nhiêu cách xác định mặt phẳng, hiện tại là có ba nhưng mà sau này còn có nữa, nhiều nữa. Hay là có một và chỉ một mặt phẳng đi qua một cho hai đường thẳng chéo nhau, có một và chỉ một mặt phẳng đi qua hai đường thẳng này song song đường thẳng kia. Đây là các cách xác định thứ năm. Đấy, tiếp tục sau khi học xong quan hệ vuông góc thì lại có thêm nữa, tức là chương 3. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc một đường thẳng cho trước. Đấy, tất cả những cái bài thầy giáo nói đây đều biến thành bài sau này, đều biến thành bài của lớp 12 hết. Đấy, như vậy để chúng ta biết được là có rất nhiều cách để xác định một mặt phẳng chứ không chỉ có một cách đó. Bây giờ phần thứ tư cũng là phần cuối cùng, là hình chóp và hình tứ diện. Cái gì mà ôi, người đi tiên phong dạy phần này là rất vất vả nhưng mà dễ. Giáo viên cứ lừa lừa để đẩy người khác dạy xong rồi bắt mình dạy tiếp vào. Phần này á, buồn cười lắm. Bây giờ chúng ta xem này. Trong mặt phẳng alpha cho đa giác lồi. Đa giác lồi A1, A2 cho đến AN. Vẫn giữ được lời hứa là tốt rồi. Hả? Cái gì cơ? À đây đang tiếp tục nhé. Đa giác lồi là thế nào? Có nhiều bạn đã không biết. Đề bài nó gọi đa giác lồi. Đây. Thầy ấy lấy ví dụ là tứ giác lõm này, tứ giác lõm này. Tứ giác lõm như này nhé. Đây. Tứ giác lõm. Bây giờ chúng ta nối hai cái điểm này với nhau thì nó sẽ là, đây là tứ giác lõm. Tứ giác ABC như trên bảng là tứ giác lõm. Đây ạ. Tức là khi chúng ta nối hai đỉnh bất kỳ thì cái đường đấy hoặc là nó là cạnh hoặc là đường chéo, tức là nó phải trừ trong.
Nhưng mà B và D như hình vẽ này chúng ta nối với nhau thì nó rơi ra ngoài hình. Đấy, hình của nó đây mà. Hình của nó đây mà. Nó chỉ có thế này thôi mà. Đấy. Đấy. Nhưng mà anh này nối với nhau thì cái đường này nó rơi ra ngoài mất. Cho nên tứ giác này nó không phải là tứ giác rồi. Được chưa? Tứ giác lõm. À, tứ giác rồi nó như này mà. Chẳng hạn như này nhé. Đấy. Bây giờ em nối hai điểm bất kỳ trong hình này thì bao giờ toàn bộ cái đoạn đấy cũng phải chui ở trong hình chứ không rơi ra ngoài. Đấy là tứ giác rồi. Đấy, em nối bất kỳ hai điểm nào với nhau, điểm hai điểm nào nó đều chui trong hết. Kể cả điểm này nối điểm này chui trong, kể cả điểm này nối điểm này nó cũng chui trong. Thấy không? Đây là tứ giác lõm. Ở đây là tứ giác lồi. Để hình dung như thế. Tóm lại cái góc đấy nó phải là không phải là quá cái góc tù, à quá góc bẹt. Trong cái hình mà có một góc mà nó lớn hơn góc bẹt là chắc chắn đây là lồi rồi, à lõm rồi. Đây là cái góc ở chỗ theo ghi đây này. Nó lớn hơn 180 độ. Đây này, góc từ đây đây này. Rồi, thì bây giờ quay trở lại cái chỗ hình vẽ này nhá. Đó. Thế thì khi ta nối S với các đỉnh A1, A2 chấm chấm ta được N tam giác. Thì hình gồm đa giác A1, A2 cho đến N. Đa tức là nhiều ấy. Giác thực ra nó là góc. N tam giác SA1, SA2, SA3 rồi đến SAN A1 thì là một hình chóp. S thì là đỉnh, còn A1, A2 cho đến AN là đáy. Các tam giác ở bên cạnh thì gọi là mặt bên. Các đoạn SA1, SA2 vân vân, SAN là cạnh bên. Các cạnh của đa giác được gọi là cạnh đáy của hình chóp. Hình trước mặt của các em là hình chóp tam giác và hình chóp tứ giác. Được chưa? Giống cái gì? Ta gọi hình chóp có đáy là tam giác, tứ giác, ngũ giác lần lượt là hình chóp tam giác, hình chóp tứ giác và hình chóp ngũ giác, vân vân. Trong trường hợp đặc biệt, bốn điểm ABC không đồng phẳng, hình bao gồm bốn tam giác ABC, ABCD, ABD, BCD được gọi là hình tứ diện, gọi tắt là tứ diện. Nguyễn Trà My, tứ diện là gì? Ôi giỏi thế, sao biết? Tứ diện là bốn mặt, đúng rồi, hình nó tạo thành từ bốn mặt mà mỗi mặt của nó đều là tam giác. Đúng rồi, thế ABCD thì được gọi là các đỉnh của tứ diện. Còn các đoạn thẳng thì được gọi là các cạnh của tứ diện. Hai cạnh mà không đi không cùng chung một đỉnh thì gọi là cạnh đối diện. Vân vân. Bây giờ là rèn luyện khả năng vẽ hình, xin mời ở trang 6. Trang cuối cùng. Xin mời vẽ lại các hình sau vào vở. Quay. Vẽ đây. Chứ sao đó. Vẽ đây. Câu 1 vẽ hình 1, 2, 3. Câu 2 vẽ hình 1. Xem ai vẽ đẹp hơn ai nào. Xin mời. Vẽ đây. Ui, một thước đẹp đấy. Đẹp. Vẽ hình vào vở xem ai vẽ đẹp hơn nào. Nhắc lại câu 1 vẽ hình 1, hình 2, hình 3. Hả? Không cần đúng tỷ lệ. Không cần đúng tỷ lệ. Vẽ đây đi. Câu 1 vẽ hình 1, hình 2, hình 3. Xin mời. Tôi thì trả lại hết thì còn gì nữa. Ô, mục đích của ngày hôm nay là làm các em không sợ môn hình nữa. Em không sợ đâu. Em nhìn em mới đặt xuống nữa. Em không sợ. Em không sợ. Em nhìn thấy em bật xuống. Vẽ đây, vẽ đây, vẽ đây. Để cứ nói chuyện nó ghi âm vào đây nhé. Mic gì này. Chết đi.
Ngồi sang bên này. Bài này cũng như là bài cái chuẩn bị bước đầu để cho bài
Chúng ta đang bối rối vì vẽ cái hình số 1 của câu 2 đúng không? Sáng không bước đầu thì giảng viên lâu không vẽ là không nhớ cách vẽ. Chúng ta vẽ từ dưới trước. Nằm trên dòng cảnh để không biết nước. Đấy, sau đó như này. Ủa chúng ta đối với góc này nó sao 30 triệu 30 triệu 5 độ vẽ lại cái hình nhà trước, sau đó dựng đứng nước lên cái góc thì là cái bụng cái mặt của bước như thế này đấy, sau đó cái bước lên cho hoa bốn lại dễ không? Thật ra là trong hình của em ba hình ấy là chia thành phương ấy, và hình lập phương cho em tất số các hình nhân đây. Nếu là hình lập phương thì trong cả các cái gì trực tiếp đó là hình lập phương này có thể là gì trực tiếp không?
Đúng thế, thiết kế khó quá là bắt chặt. Tiếp đây đấy là một hình khó khăn thì thế nào rất đỏ. Sau đó các bạn phải vẽ hình số 2 của câu 2, hình số 3 nhìn để tham khảo thôi, tức là câu 2 vẽ hình 1, hình 2, hình 3 để lại để biết được trong này nó có. Ôi em vẽ nhanh như hình cũng không sao cả, em vẽ nhanh, bạn nào vẽ nhanh vẽ tiếp cái gì cả. Cái hình khác chứ hình này ha, cái hình số 1 là hình sẽ sẽ nhìn dưới này, nhìn người ta nhìn từ góc khác sang, góc sang nhìn từ góc khác sang. Được chưa, xong chưa? Không chưa thì bắt đầu chuyển sang cô ba. Nếu bạn nào biết nhanh biết trước thì cũng có thể vẽ hết là tốt. Hôm nay mục đích là luyện vẽ mà không gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhưng nói chung là mình phải biết cách vẽ hình thì mình biết sai. Cái hình số 1 của cô ba ấy, cô ba nó vẽ như sau này. Tại sao vâng, chúng ta nhìn hình 1 hình 2 trong quan. Cho ra thì vẽ một đường ngang nét được. Lấy luôn cái dòng kẻ ngang đấy. Đấy, thế thì ta sẽ lấy ở đây là nó là 3 dòng. Tức là 2 ô nối vào. Đấy. Sau lấy một điểm trên này thì nó có hai cách đấy. Một là chúng ta lấy cái điểm này nó lệch cả bên này, là hai bên hai điểm về cùng lệch cùng một bên, lệch về cùng một bên, hoặc là một bên thì cái lệch bên trái cái lệch bên phải. Hình dung chưa? Hình một và hình hai khác nhau một tí. Hình một là một cái về bên trái, cái về bên phải, này bên này, này bên này. Thế còn hình hai một cái là bên hay là bên phải. À, hình bên trái là cả hai cái về về bên bên phải. Có chứ, đây. Đây đây. Hoặc lên trên này, đổ xuống. Đấy, đổ xuống, bỏ. Úi xời. Đây, đổ đây, đổ xuống. Đấy, đây là hình thứ nhất, lấy hai khu vực B, khu vực B một tí bên phải hoặc một tí bên trái. Thì còn hình thứ hai của nó lấy một tí bên trái. Một cái bên trái của bên phải. Giáo viên giảng bài ở trên lớp vẽ hình loay hoay mãi không xong thì đương nhiên mình chỉ lo vào vẽ hình thôi, làm sao mình hiểu được bài. Mẹ đi.
Ở Châu làm bài đi. Thiệt à? Vẽ đi rồi chết giả. Hình như có vẻ câu 4 là bắt đầu vẽ nhanh hơn rồi đấy. Đấy, dần dần nó dễ đúng không? Hình lập phương là khó vẽ nhất đúng không? Đấy là lúc đầu thôi. Tối về mà ngồi vẽ lại thì đảm bảo là hình đầu tiên của câu 2 là nhanh lắm. Chẳng qua là buổi đầu tiên thôi. Ủa sao thế không vẽ à? Ôi xấu. Không có thước đúng không? Thế thì vẽ xấu là đúng rồi. Ơi. Ừ. Lạ, bài bắt đầu khó mà. Thế là mới khó. Ước gì mà Tuấn Anh vẽ thành bút chì, à quên bút mực nữa thì ngon lành. Bút bi nữa thì ngon lành. Đây là bạn gì, bạn Tâm này vẽ hình đẹp này. Hình đẹp, chữ đẹp. Bắt đầu bối rối đúng không? Theo chúng ta vẽ cái gì trước? Đó, đúng rồi, thế thì vẽ đi rồi. Ôi chuyện mà nói như con khỉ. Ê, bây giờ cái câu sau cái buổi hôm nay chắc chắn các em vẽ hình nó sẽ rất tốt, sẽ rất đẹp. Và khi giáo viên làm bài dựng hình ở trên lớp, chúng ta sẽ có thể theo kịp tốc độ. Cái gì cũng thế thôi, cái gì cũng có giá của nó. Đấy, luyện vẽ thì nó khác. Cái lúc đầu tiên ấy, thì là cái thằng này
cái thằng này lúc đầu ấy là CD thì nó là nét. Ơi. Ơi cái gì khác? Không biết vẽ thế nào đúng không? Có cái gì? Đây nhá, lấy một cái điểm này lên cao lên. A B C D đúng không? Đây là lấy cái điểm này cao lên trên này. Cái điểm ở trên này. Thế xong rồi cái điểm N nó nằm thấp xuống dưới này. Đấy. Thì lúc đấy thì cái thằng MN và BC nó không song song với nhau. Mà không song song thì nó phải cắt nhau. Thì đây nối MN kéo xuống. Ủa, trong bài này có lấy bất kỳ không? Không nói gì thì cứ lấy bất kỳ thôi. Đấy, chính xác là trung điểm đấy, nhưng thôi rồi, cái đấy để mình tính vào bài sau. Lấy M trên này, nó thấp xuống này, nối M nó kéo dài xuống này. Kéo dài xuống, kéo dài xuống, kéo dài xuống. Xong nó cắt BC. Thì lúc đấy cái đoạn này nó đang liền thành nhất đứt này. Bỏ cái này thành nhất đứt. Thì nó mới đẻo chứ. Đây là điểm E. Xong rồi. Có một cái đoạn này lúc đầu nó đang là đường liền, sau này nó đứt. Hình dung cách vẽ chân. Lấy điểm M ở trên, lấy điểm N ở dưới, kéo dài xuống, cắt nhau tại điểm E. Đấy, thì khi nối N với E xong thì cái đoạn này đang liền, đang trở thành đứt. Đang liền, trở thành đứt. Đây là xong, máy dã đây. Đây là hình vẽ khó nhất của đất. Lúc đầu nó là như vậy. Ý. Vẽ đi. Ô, đùa. Tuấn Anh mà nó chịu vậy này à? Đúng rồi, giỏi lắm. Đúng rồi, chéo chéo kéo xuống. Không phải dùng thước. Đừng bắt trước thì dùng tay. Vẽ giống người ta được. Đấy, thế đúng rồi, giỏi lắm. Đấy. Bây giờ nối C với đây thì một đoạn phía ngoài thì nhìn thấy, ở trong là không nhìn thấy. Ở ngoài là nhìn thấy, trong là nhìn không nhìn thấy. Đúng rồi, giỏi lắm. Đấy, dạ lên. Xấu là chẳng qua nó không đẹp. Cứ từ từ thế là đẹp rồi, thế là đẹp rồi, còn dập dập xóa xóa nữa cơ. Cái hình này là nếu mà giáo viên vẽ đầu tiên là nó sẽ dập dập xóa xóa, bởi vì lúc đầu nó đang là được liền. Sau khi nối D với N với E một phát thì nó sẽ trở thành, không nhìn thấy nó thành nét đứt. Có thế thôi. Có thế thôi chứ cô chỉ đâu đúng rồi. Có thế thôi. Ô hay. À, thôi. Trông như là thành 8 bóng luôn đó. Khủng khiếp, ở trên trường á bóng cứ lóa. Mặt bàn cứ lóa. Ôi CVD đúng rồi, xong rồi một nửa trong thì quất ở ngoài nhìn. Đấy, xong ở trong nét đứt. Đấy, đúng rồi, mày dạ lên. Quá giỏi luôn. Ô, ai quen bạn nào nghỉ ngày hôm nay có thể lấy hộ bạn. Coi như không quen. Đúng rồi. À thế à? Không thể chấp nhận được. Chứ giời ơi. Sao mới vẽ xong anh đấy vẽ tiếp đi.
Hôm nay luyện vẽ hình hơi bị giỏi. Hình số 5 câu B, ý thứ 3 và ý thứ 2 và ý thứ 3. Vẽ này. Cái hình ở giữa đấy thực chất sau này chính là vẽ tứ diện đều. Đấy. Không phải là vô tình cho chúng ta luyện một số hình đâu. Tứ diện đều là hình số 3 đấy, à, hình số 2 đấy, ở giữa đấy. Sau này nói tứ diện đều cứ vẽ đúng như thế đó, vẽ mà xong. Đấy, thế hay là hình chóp có đáy là hình vuông, hình chữ nhật thì hình nhà hình là xong, một cạnh bên đúng góc với đáy là vẽ giống hình cái hình cuối cùng đấy. Không phải tự nhiên hôm nay chúng ta bỏ ra bao nhiêu thời gian để luyện vẽ đâu. MN chính xác là trung điểm đấy, đúng rồi đấy, em nói đúng. À, cái cách vẽ trung điểm ấy là để làm gì? Chết đi. Vẽ đây. Ông chưa vẽ xong hết chưa? Chậm thôi chứ sống làm gì mà anh. Thế có phải vẽ đi chứ, vẽ chậm quá là chết. Sau này đi thi đại học 90 phút 50 câu, bây giờ mỗi câu nó chỉ có hơn phút. Bắt buộc phải huấn luyện vẽ hình các thứ nó phải nhanh, mạnh dạn, nhát chết giả. Cái hình ở giữa ấy, của câu 5 ấy, mục đích sau này là các em vẽ tứ diện đều. Hình cuối cùng ấy là mục đích sau này là hình chóp có đáy là rác đều, có chân được cao trúng tương đáy. À không, cái hình số cuối cùng ấy thì nó là hình chóp có cạnh bên vuông góc đáy. Đấy là mục đích để dành cho chương 3 đấy. Sau khi vẽ đáy xong dựng cái đường thẳng đứng lên nối vào S là xong. Ai xong rồi? Ai xong rồi? Hôm nay vẽ xong chưa? Rồi, có vẽ bút mực không? Nhát.
mạnh dạn lên, nối vào sợ gì rồi, ôi có cái gì đâu mà sợ, sợ cái gì, xong chưa, xem nào. Thôi rồi không sao, kênh này cũng tạo ổn, cái này cũng bình thường, nhanh lên cười ít thôi. Đấy, sau này nó bảo là cái hình này, cái hình gần cuối cùng nó có hai mục đích, một là xác định trọng tâm tam giác thì các em nối hai đường trung tuyến với nhau, và thứ hai là tứ diện đều, sau này hình chóp tam giác đều cũng vẽ thẳng đấy, như thế dựng lên, mục đích của nó cả chứ không phải tự nhiên hôm nay vẽ vu vơ đâu. Đấy, cho tứ diện đều hoặc là cho hình chóp con đấy là tam giác đều, à chóp tam giác là nó cũng vẽ giống như cái hình gần cuối cùng. Hùng nọ, hùng nọ có một cây cọ. Tiếp tục, sau khi vẽ xong của câu 5 thì chúng ta bắt đầu làm ví dụ rất bình tĩnh luôn. Ví dụ một số ví dụ, bắt đầu phần 1 là lý thuyết của luyện. À, trong đây có ví dụ này không thể lưu hành ra ngoài được. Thực ra nó lấy trong sách giáo khoa. Thực ra là trong sách giáo khoa. Ô, trong cái tập mấy trang đấy là thầy cũng lấy trong sách giáo khoa, nhưng thầy bổ sung một số cái kịch bản và bổ sung thêm một số hình vẽ cho chúng ta luyện vẽ để các em không sợ. Thế còn bây giờ là ví dụ. Ví dụ nào? Đấy, cảm giác môn hình nó đến chúng ta là rất nhẹ nhàng. Đây, cho 4 điểm ABC không đồng phẳng. Phần 2 là bài tập, ví dụ bài tập. Ví dụ và bài tập. Bài tập và ví dụ và bài tập. Ví dụ khác, bài tập ở chỗ nào? Ví dụ ấy, thì là ví dụ đưa ra làm mẫu, chứ còn bài tập thì là bài tập có thể giáo viên không chữa. Đó. Nào. Đề bài cho như trên bảng, cho 4 điểm không đồng phẳng. Năm chấm một, sao lại lấy 5.1 nhỉ? À, mục này nó là mục 5 mà. Cho 4 điểm ABC không đồng phẳng. Ví dụ. À, không, ở trong đây không có, chỉ có trên bảng thôi. Ví dụ cho 4 điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Không đồng phẳng thực chất là cho tứ diện đó mà. Không đồng phẳng tức là không cùng thuộc mặt phẳng. Không đồng phẳng trên hai đoạn A, B, A, C. A, B, A, C. Lấy hai điểm M, N sao cho. Lấy điểm M, N sao cho AM trên MB bằng 1 AN trên NC bằng 2. Hãy xác định giao tuyến của mặt phẳng DML. Hãy xác định giao tuyến của mặt phẳng DMN với DMN với mặt phẳng ABD ACD không đồng phẳng tức là không phụ thuộc vào mặt phẳng, không thuộc mặt phẳng đúng không? ABC và cuối cùng là BCD. Xin mời. Khi đề bài mà để cho cái quyển sách nó, quyển vở nó dễ quan sát thì mình đóng khung cái đề bài lại để trông nó rất dễ quan sát, và khi bố mẹ mình xem vào quyển vở thấy con cái mình nó trình bày cẩn thận, mặc dù chữ nó hơi xấu một tí nhưng mà con cái trình bày cẩn thận. Rồi bắt đầu giải quyết đây, giải phóng này, giải phóng đi. Phải vẽ hình được thì mới làm được.
Ồ, xong chưa? Không biết mẹ. Ông đồng vắng tức là không thuộc cùng mặt thắng. Thực ra câu này nhá, chính là trò tứ diện ABCD. Mệt lắm. Thực ra là như thế, nhưng mà vì cái lúc ví dụ đấy là chúng ta chưa học tứ diện cho nên người ta cho như vậy. Đây, bây giờ vẽ nhá. Chiến đấu luôn này. Ô, bài này hay cực kỳ luôn. À, hóa ra là nó cho 4 điểm ABCD không đồng bảng. Khá quái cho tứ diện luôn. B đây, C đây, D đây. Lúc đầu, tạm thời lúc đầu là vẽ bút chì đấy nhá, bởi vì cái bài này nó rất là đẻo. Bài này nó rất là đẻo, nó đẻo ở chỗ là đã nói liên quan đến dựng giao tuyến giao tiếp là kiểu gì nó cũng đã có, sẽ có một số đường đang liền thì đứt, không có chuyện đang đứt thì liền. Mình có thể lấy cái điểm nào phía bên này, có thể lấy điểm bên này, lấy cái này nhá. Đây. Đây. Nào đề bài bảo. Ô Nguyễn Trà My, cái tỷ số kia có nghĩa là gì? Em là Phạm, giật hết cả mình. Hả? Ok, cái tỷ số kia thì để nghĩa là gì? AM trên MB bằng 1 có nghĩa là cái gì? Trung điểm tại sao nó trung điểm? AM trên MB bằng 1 nó nhân chéo lên AM bằng MB chả là trung điểm gì đúng không? Ô sao biết? Đây này cái câu này nhá. Câu này này, AM trên MB bằng 1 thế thì cho luôn là AM bằng MB luôn là xong. Thì chả là trung điểm còn gì nữa. Trung điểm có vẽ được không? Quá rồi vẽ đi. Nếu như các em mà lấy chỗ này là 5 dòng thì cái dòng ở giữa là trung điểm. Siêu dễ thương, dễ chia, đúng không? Như vậy là M đây xong. Đóng vào mà ẩm quá. Tiếp đây, tiếp đây, tiếp đây. D
đỡ ổn hơn. Úi giời ơi, vẽ dưới đấy là không đủ hình đâu. Chết đi. Đến đấy được chưa? MA bằng MB có nghĩa là nó là trung điểm. Tiếp tục này. Thế cái điểm N nó ở đâu? Điểm N đấy lấy thế nào? AN trên NC bằng 2, điều đó dẫn tới là AN bằng 2NC. Tức là từ đây đến đây sẽ chia thành mấy phần? 3 phần đúng không? Trời ơi, thế thì không nói luôn là chia thành 3. Nói luôn là chia luôn. Đó. Rồi, xong là gì tiếp? Chia 3 thì trả cái AN lấy 2 thì nó mới gấp đôi con này được chứ. Chiến 4 rưỡi chia 3 quá dễ, là 1,5. 1,5 quá dễ. Tưởng cái gì? Rồi. Thế sau đó làm gì tiếp? Đấy. Đến đây là tạm thời như thế nhá. Tạm thời lấy đây rồi. Thế thì sau đó chúng ta sẽ nối đấy, đấy là tại vì để lấy cái điểm A nó nằm bên này ấy, lấy điểm A bên này nó sẽ đẹp hơn đấy. Chế độ. Chế độ. Đi mà nào. Chết đi, không sao. Đấy, đây là cái mặt phẳng DMN nó như trên bảng nha. Cho màu đỏ này. Ui giời ơi, xử lý đây. Bây giờ xử lý câu thứ nhất nhé. Ý thứ nhất nhé. Xác định giao tuyến của DMN và ABD. Ai phát hiện ra rồi? DMN và ABD. Em lấy thấp xuống một tí hoặc lấy cao lên một tí. Trong tình huống mà nó trùng. Chẳng may sơ ý nó trùng ở đây đúng không? Đấy, chứng tỏ là em lấy cái này bằng này hai lần. Thông thường chỗ này chúng ta lấy 3 dòng, chỗ này chúng ta lấy 5 dòng. Ui đồ. Đầu tiên là chúng ta đi xác định giao tuyến của DMN với lại ABD. ABD, ui đồ siêu dễ. Này. Đầu tiên là giao tuyến này trước. Tất nhiên là bài kiểm tra thì đừng có đóng khung rồi nhé. Nhưng mà làm bài thì vở trình bày và vở mình đóng khung rồi, nhìn nó dễ quan sát. Nào, nhìn thấy chung chữ gì rồi? Chung nhau chữ gì rồi? Chữ D rồi đúng không? Đấy, thì mình bỏ chữ D đi, xong hai thằng còn lại mà cắt nhau thì tốt quá. Ô, ô, đây nhá. Mình thấy nó chung nhau một chữ D rồi. Đấy. Mình bỏ chữ D đi, D M N, mình bỏ chữ D đi thì mình được M N. Rồi A B D, mình bỏ chữ D đi, mình được A B. Em xem M N với A B có cắt nhau không? Cắt nhau thì thôi xong. Không cắt nhau thì cắt nhau ở đâu? Thật à? Thật không đấy? Đấy, thì điểm M sẽ là điểm chung thứ hai. Ừ, bây giờ trình bày vào thôi. Nào, ta thấy M là a đâu nhỉ? D là một điểm chung. D là một điểm chung của hai cái mặt phẳng DMN và mặt phẳng ABD. Cái này là hiển nhiên đến phát điên, cái này là hiển nhiên. Hiển nhiên, quá dễ luôn. Ui giời ơi, cứ tưởng khóa quá ra rất dễ. Ừ, điểm chung quá chứ. Chưa nhìn bao giờ. Thế thì bây giờ nhìn thấy rồi, cái gì
ta thấy điểm D là một điểm chung của hai mặt phẳng thì vì sao nó điển nhiên? Bởi vì mặt phẳng này thì nó đi qua D và M và N, còn mặt phẳng này đi qua A, B và D thì nó chả chung nhau chữ D thì... Cái này được chưa nào? Đấy, sau đó mình dùng mẹo, mình bỏ cái chữ D đi thì thấy còn lại là M, N và A, B cắt nhau tại điểm M. Bây giờ diễn đạt thế nào? Diễn đạt thế nào? Nó sẽ khác hơn so với chút phân tích lời giải đấy. Nó khác một chút so với phân tích lời giải. Ừ. M thuộc vào mặt phẳng D, M, N. Hiển nhiên. Gì nữa? M thuộc vào đường thẳng A, B. Đúng không? Nó là trung điểm, nó không thuộc gì, nó còn thuộc cả đâu. A, B lại nằm trên mặt phẳng A, B, D. Cái chương 1 của các em, à cái chương 2 của các em khó nhất cái đoạn đầu chính là xác định giao tuyến của hai mặt phẳng. Vấn đề còn lại dần dần nó sẽ nhẹ nhàng. Thì mình học 2 buổi là chắc chắn nó khác hẳn. Chắc chắn khác hẳn. Thứ nhất là kỹ năng vẽ hình khác hẳn. Đây suy ra cái gì đâu biết. Thuộc vào mặt phẳng ABD. Đúng rồi. M lại thuộc AD, MN. Từ đây suy ra M là một điểm chung. Mấy điểm chung rồi? Hai điểm chung thì làm sao? À, DM là giao tuyến, chính xác. Giao tuyến. Ôi được rồi, rồi. Giao tuyến của DMN và ABD chính là DM hay là MD hình như nhau. Được chưa? Bắt đầu mạnh dạn lên. Cặp thứ nhất đã xong. Có 4 cặp. Cố lên, được 1 cặp rồi. 1 cặp đã xong. Tiếp đây, tiếp đi. Tiếp đây. Bây giờ cặp thứ hai là giao tuyến của DMN với ACD. Có thể trong khi làm bài nó không đúng thứ tự như thế đâu nhé. Đấy. Tùy cơ ứng biến. ACD. Không quan trọng, em làm đủ là được. Đúng chưa? Ô, có 4 ý mà đã kêu xong rồi á.
Đề phải để lại, xóa cái kia đi. Khủng tinh thần quá, khủng bố quá. Rồi, tiếp tục. Phải đó, xóa tiếp cái này đi nha. Bây giờ là ý tiếp theo. Không được, mục đích của thầy hôm nay là dạy các em cái kỹ thuật làm cho nó đầy đủ, ngon lành. Còn sau này các em làm tắt như giáo viên ở trên lớp thì tính sau. Bây giờ là mục đích để tập luyện, để viết cho nó chuẩn đã. Sau này thậm chí nó nhìn nó đọc ra luôn đáp số luôn ấy. Nếu mà bài thứ hai trở đi là nhìn đọc luôn. Còn bài 1 là mục đích là phải tập sượt viết. Bây giờ là ý thứ hai. Giao tuyến của sau này viết thạo rồi thì lúc đấy các em viết tắt cũng sao cả. Giao tuyến của DMN và mặt phẳng ACD. Tiếp đây. Ngại cũng phải viết. Hồ Quỳnh Anh hôm nay nói nhiều thế nhỉ? Trình bày tiếp này. Bình Phương trình bày tiếp đi. Phương trình bày đi. Em đi đau họng lắm không nói được. Nói đi. Phương trả lời đi, cô tay có vấn đề. Là một điểm chung, đúng rồi. Của DMN và ACD, rồi, thích ghi hiển nhiên thì ghi, không ghi thì thôi. Tiếp tục, gì nữa? N thuộc vào DMN. Gì nữa? N thuộc AC, đúng rồi. Lại thuộc vào mặt phẳng ACD, chính xác. N thuộc vào ACD, đúng rồi. Suy ra cái gì? Là một điểm chung thứ hai, đúng không? À, ghi thứ hai thì ghi, không ghi thì thôi. Quả chính xác. Đấy, mình phải luyện những từ những cái bài dễ này. Từ đây chúng ta suy ra giao tuyến và của DMN và mặt phẳng ACD chính là DN, ND. Rồi, cái thứ hai đã xong. Rất dễ dàng. Ô, học hình sướng nhỉ? Ai bảo đời chăn sâu là khổ, ai bảo hình là khó. Quá dễ luôn. Ý thứ hai đã xong. Bây giờ ý thứ ba. Ồ, ý thứ ba trình bày nào nhỉ? Nam nhỉ? Trình bày nào ý thứ ba? Là khác đấy, nó khác tí đấy. A, B, C với lại D, M, N. Đó, nhìn thấy chung đúng rồi đấy. A, B, C và D, M, N. Nhìn thì không thấy điều nào chung cả, nhưng mà nhìn lại thì lại vẫn thấy. Tất nhiên nó chính là M, N đấy. Trình bày thế nào? Trình bày đi. Trình bày đây.
Từ ABC quá dễ luôn. Thì cái điểm M này nó thuộc vào AB. M thuộc vào AB. AB lại chui trong mặt phẳng ABC. Suy ra M thuộc vào mặt phẳng ABC. Tương tự như thế, M thuộc A, DMN là hiển nhiên. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra là M là điểm chung. Quả DMN và mặt phẳng ABC. Tương tự thì điểm N cũng là một điểm chung. Quả mặt phẳng DMN và mặt phẳng ABC suy ra giao tuyến là gì đây? MN. Trong trường hợp này cái ba cái giao tuyến này nó nối lại, nó đường khép kín rồi, thì cho nên về sau đây nó gọi chính là tiết diện đây này. Đấy, cho nên về sau nó hỏi tiết diện là hình nào cũng không biết. Như vậy chúng ta sẽ suy ra MN là giao tuyến của DMN với mặt phẳng ABC. Như vậy trường hợp thứ hai, thứ ba đã xong. Bây giờ trường hợp cuối cùng. Cuối cùng ai biết cách xử lý thế nào? Ui giời ơi. Và BCD. BCD. Chị mời. BCD nó nhìn thấy một điểm chung rồi đấy. Cái gì? Thì làm sao? Không có điểm chung á? Tại sao lại có à? Kéo dài có phải đôi lúc nào nó cắt nhau? Bây giờ giải thích tại sao nó cắt nhau. Không nhớ lắm. Hình như là tại sao nó cắt nhau? Đấy. Ô thế đọc từ nãy giờ không hiểu tại sao nó cho cái tỷ số này à? Tại sao nó viết tỷ số mà nó không viết lên? Vậy là một cái thì bằng 2, một cái thì bằng 1. Vì là nó không bằng nhau thì nó không song song thì cắt nhau. Đúng rồi. Không phải các em không học tốt môn hình là do các em không biết phân tích tình huống. Thế tại sao nó không viết luôn là cái chỗ này mà nó lại viết dưới dạng tỷ số? À, nó gợi ý cả đấy. Tại sao nó không viết cái này mà lại viết tỷ số? Tỷ số là hai thằng này không bằng nhau là không song song là nó phải cắt nhau. Trời ơi. Đấy. Bây giờ nhá. Trên mặt phẳng ABC thì chúng ta có AM trên MB khác AN trên NC, chứng tỏ MN nó không song song với lại BC. Nó không song song, nó không trùng nhau thì nó phải gì đây? Cắt nhau nhá. Hai đường thẳng nằm trên cùng mặt phẳng không song song, không trùng nhau thì phải cắt nhau. Thế kéo dài nó mới cắt chứ. Có chứ, phải trình bày chứ. Không, người giáo viên hỏi tại sao nó lại cắt nhau. Trên mặt phẳng ABC có như thế này, suy ra nó không song song mà nó không trùng nhau nữa. Không trùng nhau là hiển nhiên. MN không trùng BC, vậy thì MN và BC kéo dài phải cắt nhau. Cắt về đâu?
kéo dài đây, kéo dài đây. Ủa sao vậy? Một đến bây giờ mà vẽ đi thì chúng ta sẽ phát hiện ra một điều gì rất đặc biệt. Thấy gì chưa? Kéo dài ra cắt nhau. Cũng lắm mà ra ngoài giấy là cũng gì. Wow. Đấy, hôm nọ ở trên mạng nó bảo một cái hình mà nó vẽ nó núi hết giấy, tờ giấy nọ tờ giấy kia mới cắt nhau. Ai nhìn thấy trời chưa? Đấy, đấy là can tội là vẽ nó không đúng tỷ lệ. Trong ui giời ơi, cái này vẽ nào làm gì mà xa lắm. Không, đến đây thôi là cùng thôi. Hai đoạn này bằng nhau chính xác, nếu đồng nào đồng chi nào vẽ đúng tỷ lệ thì hai thằng này nó bằng nhau luôn, chính xác luôn. Nếu đồng chi nào vẽ đúng tỷ lệ, không, nó bằng nhau đấy. Nếu là do em lấy không đúng tỷ lệ. Đoạn này vừa đang liền bây giờ trở thành đứt. Nếu bây giờ mình nối con BCD à? BCD. Nối D với E thì con CD sẽ trở thành nhất đứt. Cả CD thành nhất đứt luôn. Có thấy cái hình này nó gần giống hình nào không? Đó, đấy vừa lúc nãy chính là cái hình vừa nãy đấy. Giao tuyến chính là DE. Giao tuyến chính là DE. Sau khi nối xong thì CD sẽ trở thành nhất đứt. Đúng chưa? Nếu mà vẽ chuẩn thì hai cái đoạn BC và CE sẽ bằng nhau. Trong ngày hôm nay chúng ta chưa tập trung vào cái chi tiết chứng minh đấy, mà hôm sau ta sẽ xử lý sau. Cái CD, toàn bộ CD là nét đứt. Không nhìn thấy thôi. Chết đi. Nối D với E thì cái đoạn cả cái CD trở thành nhất đứt. Đẹp. Đấy không? Thấy không? Nếu bạn nào mà chia đúng tỷ lệ đoạn này bằng đoạn này bằng đoạn này thì hai đoạn này sẽ bằng nhau. Sau này chúng ta học về tỷ lệ chúng ta sẽ xử lý sau, còn bây giờ tạm thời chưa tập trung vào chi tiết đấy. M và BC kéo dài cắt nhau tại E. Tại E, thế thì trình bày giống như trên thôi. E thuộc vào BC, BC lại nằm trong mặt phẳng BCD. Suy ra điểm E phải thuộc vào đâu đó? BCD. Tương tự nhé, E thì thuộc vào MN, MN thì lại chui trong mặt phẳng DMN. Úi, từ từ, suy ra điểm E sẽ thuộc vào DMN. Như vậy điểm E là một điểm chung, còn điểm D điểm chung thì hiển nhiên rồi. Suy ra E là một điểm chung của mặt phẳng BCD và DMN. D là một điểm chung của hai cái này. Từ đây suy ra giao tuyến. Chết đi, sao lại không cắt được? Một cái tỷ lệ bằng 1 và cái tỷ lệ bằng 2. Nó có tỷ lệ bằng nhau đâu mà nó chả cắt. Vấn đề là cắt ra ngoài giấy hay là trong giấy thôi. Không song song, không trùng nhau thì nó phải cắt. Trên mặt phẳng nha, nó có 3 vị trí tương đối giữa đường thẳng thôi. Song song, trùng nhau, cắt nhau. Bây giờ không song song rồi, không trùng nhau rồi thì nó phải cắt. Có thế thôi. Giao tuyến của trên là không song song, trên là không song song, dưới là không trùng nhau. Trên là không song song, dưới không trùng, vậy thì nó phải cắt. Ba vị trí tương đối của đường thẳng trong mặt phẳng mà. Giao tuyến của BC của DMN và BCD chính là DE. DE đã xong. Ui giời ơi, vất vả quá.
Cái gì? Thôi, làm sao mà chấp nhận không điểm được? Nó phải có hiệu quả. Học hành chết giả. À, làm gì mà không làm gì nữa? Ok. Thế thì làm học trò hỏng học trò, thà rằng ta ra đề nó dễ hơn, coi chặt còn hơn là ra đề khó mà lại coi. Cô đã thi rồi á? 15 phút phải ra trình độ nó tương đương nhau chứ sao lại ra dễ ra khó? Không làm được cái kia nó khó.